Làm thế nào để chuyển từ tiền điện tử Bitcoin sang tiền Việt Nam đồng? Đầu tiên, các bạn cần có tài khoản trên sàn giao dịch Binance để được xác minh danh tính, tức là bạn đã cung cấp cho sàn thông tin về chứng minh nhân dân hoặc là passport và đã chụp hình xác minh. Sau đó, bạn bấm vào phần ví Wallet và chọn Fiat and Spot. Ví dụ ở đây, mình đang có Bitcoin là khoảng 0.0012 đồng Bitcoin, tương đương với khoảng 50 đô. Bây giờ, để bán Bitcoin ra Việt Nam đồng, thì mình cần thông qua một đồng coin khác là USDT, các bạn bấm vào chữ trade và tìm cặp BTC trên USDT. Ở đây mình sẽ bán hết số lượng Bitcoin mình đang có tương đương với là khoảng 49 đô. Thì đồng USDT này các bạn có thể xem nó như là đô la của crypto, 1 đô la sẽ bằng 1 USDT, cho nên khi mình bán hết Bitcoin trong ví thì lúc này mình đang có 49 USDT. Để bán USDT thì các bạn bấm vào phần funding, nhưng mà lúc này không thấy số USDT lúc nãy đâu. Các bạn bấm tiếp vào chữ transfer from tức là mình sẽ chuyển từ tài khoản Fiat and Spot qua tài khoản Funding như trong video và số lượng thì mình sẽ chuyển hết 49 đô. Sau khi xác nhận thì bạn sẽ thấy lúc này mới có đủ 49 đô trong ví. Các bạn bấm tiếp vào buy sell. Ở đây thì mình đang muốn bán USDT qua Việt Nam đồng cho nên mình sẽ bấm chữ sell tức là bán. Các bạn chú ý nếu đơn vị tiền đang ở CNY là nhân dân tệ thì các bạn nhớ bấm đổi qua VND là Việt Nam đồng nhé. Thường thì mình sẽ gõ vào ô này số tiền để mình tìm kiếm người có mức giao dịch phù hợp với mức mình đang muốn mua hoặc là muốn bán. Ví dụ ở đây mình tìm người mua có mức khoảng 800 000 Việt Nam đồng thì các bạn sẽ thấy danh sách những người mua phù hợp. Đây là tỷ giá USD trên Việt Nam đồng mà họ offer cho mình. Giới hạn thấp nhất và cao nhất của giao dịch đó là bao nhiêu? Hình thức thanh toán là Momo hay là chuyển khoản ngân hàng Ví dụ ở đây mình sẽ bán USDT cho bạn này. Ở đây là I want to sell là tôi muốn bán ví dụ 42 USDT thì mình sẽ nhận được một khoản là một triệu Việt Nam đồng. Với hình thức mình muốn đó là người mua sẽ chuyển khoản cho mình qua số tài khoản này. Ok, sau đó các bạn bấm chữ sell USDT. Hiện tại thì lệnh của mình đang ở trạng thái pending payment, tức là mình đang đợi người mua, họ sẽ chuyển khoản qua số tài khoản ngân hàng cho mình với số lượng và tỷ giá như mình đã chọn. Họ sẽ chuyển khoản theo thông tin số tài khoản mà bạn đã cung cấp như ở sau đây. Sau khi người mua đã chuyển tiền xong thì sẽ có tin nhắn từ Binance tới số điện thoại của bạn để thông báo và trong tài khoản ngân hàng thì sau khi mình check cũng đã cộng tiền vào rồi, đúng với số tiền mình bán 42 đô là tầm 1 triệu Việt Nam đồng. Các bạn nhận tiền rồi thì bấm vào payment received xác nhận tôi đã nhận tiền và nhập mã 2FA là xong. Như vậy là mình đã bán tiền điện tử sang Việt Nam đồng thành công qua Binance. Làm thế nào để mua Bitcoin và những đồng coi khác từ Việt Nam đồng? Đầu tiên, các bạn cần có tài khoản Binance để được xác minh danh tính KYC. Các bạn sẽ có tích xanh ở đây. Bây giờ để mua coin thì các bạn bấm vào Buy Crypto và chọn B2B Trading. Bạn nào đang là đơn vị CNY thì nhớ đổi sang Việt Nam đồng VND nha. Ở đây sẽ có hai tính năng là Buy and Sell. Bây giờ mình đang muốn mua Bitcoin từ Việt Nam đồng cho nên mình sẽ bấm Buy tức là mua. Bây giờ mình sẽ nhập số tiền mình muốn mua để tìm ra người bán trong khoảng mức giới hạn phù hợp với mình. Ví dụ ở đây mình có 4 triệu Việt Nam đồng thì máy nó sẽ hiện ra danh sách những người bán phù hợp, tỷ giá USD trên Việt Nam đồng là bao nhiêu, giới hạn tối thiểu và giới hạn tối đa cho một lệnh. Hình thức thanh toán là chuyển khoản hay mua mô. mô. Và bây giờ thì mình sẽ bấm vào mua. Ở đây thì mình sẽ trả 4 triệu Việt Nam đồng để mua 170 USDT. Bởi vì tỷ giá nó sẽ thay đổi cho nên các bạn cứ bấm vào phần refresh rồi bấm buy như bình thường nha. Sau đó thì cửa sổ sẽ hiện ra cho các bạn những bước cần làm. Có nghĩa là bây giờ mình phải chuyển tiền cho người bán. Số tiền là 4 triệu Việt Nam đồng, tỷ giá là bao nhiêu đây? Và mình sẽ nhận được bao nhiêu đây USDT. Ở dưới này thì sẽ có thông tin chuyển khoản của người bán. Các bạn cứ vào internet banking của ngân hàng chuyển khoản bình thường theo số tài khoản và tên người bán ở đây. Sau đây là lưu ý quan trọng, tuyệt đối các bạn không ghi mua USDT hay là mua Bitcoin trong nội dung chuyển khoản để tránh giao dịch bị delay và tránh các vấn đề khác. Và thay vào đó thì trong nội dung chuyển khoản, các bạn hãy kéo lên phía trên, copy giúp mình order number là mã số giao dịch, click vào đây để các bạn copy lại. Bây giờ mình sẽ vào internet banking của ngân hàng để chuyển khoản cho người bán theo số tiền là 4 triệu. Mọi người hãy nhớ nội dung chuyển khoản không ghi những nội dung như sau mà hãy dán cái order number là mã số giao dịch lúc nãy mình vừa copy vào ra đây. Ok, như vậy là xong rồi. Sau đó quay lại bài Binance, các bạn bấm chữ transfer notify seller để bài Binance gửi tin nhắn về thông báo cho số điện thoại của người bán giúp mình. Như vậy là xong. Các bạn đợi một vài phút khi màn hình hiện ra order completed, tức là mình đã hoàn tất giao dịch rồi đó. Ok, giờ là các bạn vào ví Fiat and Sport để kiểm tra số USDT lúc nãy vừa mua thì chưa có trong này đâu mà nó nằm trong ví Funding cho nên các bạn phải bấm vào chữ Transfer chuyển USDT từ tài khoản Funding sang Fiat and Sport các bạn nhập số lượng USDT vào và bấm chữ Confirm là xong Lúc này thì trong ví Fiat and Sport các bạn check có USDT rồi thì các bạn có thể mua coin được rồi đó Bây giờ bạn vào Market chọn một đồng coin muốn mua mua tại giá thị trường hay là tại giá set limit thì các bạn bấm vào tại đây Số lượng bao nhiêu là tùy bạn, Ví dụ như mình vừa mua đồng Binance Coin BNB thì trong ví nó sẽ tự động hiện lên số coin mình đang sở hữu. Các bạn có thể vào Spot Market, chọn USDT để tìm những đồng coin nào được niêm yết với cặp USDT, tức là các bạn có thể mua bán đồng coin đó từ USDT trong ví của mình nha.